Sao? Về nước thế nào? Hà Nội thì khác xưa nhiều quá anh ạ. Em chẳng nhận ra nổi nữa. Tại em mới về nên chưa quen. Mà anh thấy em nên đi ra ngoài nhiều đi. Chứ cứ rú rú ở nhà như thế làm sao mà quen được. Em mới về mà anh. Với lại em có bạn bè gì đâu. Thế bạn bè ngày xưa của em đâu? Thì từ hồi em đi du học ấy, em cũng chẳng liên lạc với chúng nó nữa. Bây giờ chắc mỗi đứa một nơi rồi, chẳng biết gặp kiểu gì nữa. Vậy để mai anh bảo người đưa em đi chơi cho khuây khỏa nhé. Vâng ạ. À anh ơi, anh có biết chỗ nào bán quần áo đẹp không? Em mới về nên hết quần áo để mặc rồi. Tưởng gì, để ngày mai anh dẫn em đến chỗ này, quần áo siêu đẹp luôn. Dạ vâng. Quần áo đẹp thật anh ạ. Anh đã bảo rồi, quần áo ở Destino là siêu đẹp luôn. Dạ em chào hai anh ạ. Hai anh mua đồ à? Ừ, bọn anh có xem ít đồ. Dạ vâng. Dạ thưa anh, bên em hiện đang có chương trình khuyến mãi cùng Destino xóa tan cái nóng mùa hè đấy ạ. Là sao nhỉ? Dạ thưa anh, trong thời gian chương trình, áo sơ mi và áo phông sẽ đồng giá 129k, 169k để tri ân các khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của Destino ạ. Em thấy chưa? Quần áo ở đây vừa đẹp vừa chất. Bây giờ còn khuyến mãi như này. Ông thao mà chọn nhá. Em mời hai anh chọn đồ ạ. Alo. Tôi đang đi ra bên ngoài có chút việc. Có chuyện gì thế? Được rồi, tôi đến ngay. Có chuyện gì thế anh? Anh phải về công ty có chút việc. Em ở lại xem đồ nhé. Dạ vâng, anh có việc thì cứ về trước đi ạ. Chọn xong em sẽ gọi cho anh. Em giúp em trai anh chọn đồ nhé. Dạ vâng, anh yên tâm ạ. Em ở đây, lát anh quay về đón. Vâng. Dạ thưa anh muốn chọn quần áo theo phong cách nào ạ? À, mình muốn chọn đồ mà nó trẻ trung một chút. Dạ vâng, em sẽ mix cho anh một vài mẫu ạ. Anh thấy mẫu này thế nào? Dạ thưa anh có ưng không ạ? Mình thích lắm. Dạ vâng. Nhân viên đâu hết rồi nhá? Nghe nói cửa hàng này hôm nay đang sale à? Dạ em chào anh chị ạ. Anh chị qua mua quần áo ạ? Thế đến không mua quần áo, thế chẳng em mua thịt mua cá à? Dạ. Em mời anh chị vào trong trộn đồ ạ. Đi em. Em về đồ đây nha. Được anh ạ. Ừ, được đấy. Ô, ai đây nhỉ? Chào hai người. Em yêu à? Em nhìn xem, chẳng phải đây là người yêu cũ của em đây sao? Đúng rồi đấy anh. Hai người dạo này vẫn tốt chứ? Tất nhiên là tốt rồi. Từ khi tôi bỏ anh để yêu anh Huy, lúc nào cuộc sống tôi chả tốt. Anh Huy bây giờ là giám đốc của một công ty. Tôi được ở nhà cao, cửa rộng, đi xe bốn bánh, thích gì cũng có. Anh nghĩ xem, cuộc sống của tôi có tốt hay không? Chúc mừng hai người. Thôi, mày không phải giả tạo làm cái gì. Thôi anh, chấp làm gì cái hạng người thấp kém như anh ta. Mà tôi tưởng anh đi du học cơ mà. Ừ, anh mới du học về. Tưởng đi du học về sẽ thế nào. Hóa ra vẫn bẩn như xưa nhở. Chuyện của chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Bây giờ mỗi người một cuộc sống riêng.
Em có cần thiết phải nói như vậy không? Sao? Anh thấy xấu hổ à? Cũng may, ngày xưa tôi quyết định chính xác để bỏ anh. Chứ không thì không biết đến lúc nào tôi mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Quá chính xác đấy luôn đấy chứ. Em xem, mang tiếng là đi du học từ nước ngoài về, thế mà phải vào đây để mua hàng sale, đúng là không biết nhục nhã. Chẳng phải hai người cũng đi mua hàng khuyến mãi à? Thì chẳng qua ấy là Destino là thương hiệu nổi tiếng, chứ cái tầm cỡ như tao ấy mà mày nghĩ tao phải mặc cái đồ chợ búa như mày à? Mà thôi, nếu mày không có tiền ấy thì nói với tao một câu, chứ mang tiếng là đi du học từ nước ngoài về mà không có tiền để mua quần áo ấy thì người ta lại đánh giá cho. Mà người ta đánh giá mày ấy thì cũng chẳng sao, chứ người ta đánh giá cả gia đình nhà mày ấy thì chết đấy. Mày nói hơi quá đáng rồi đấy. Này, tao cứ thích quá đáng ấy thì làm sao? Mày có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Hai người này là ai? Không có gì đâu anh. Người quen cũ của em ấy mà. Sao thế? Ngại đến mức người yêu cũ mà cũng không dám nhận à? Đúng là cái thằng thất bại. Này cậu kia, cậu nói như thế mà nghe được à? Ông anh là anh của cái thằng thất bại này à? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, làm gì mà ông anh phải căng thế? Cậu có biết tôi là gì? Là anh của cái thằng thất bại này à? Hả? Thôi em, mình đi thôi. Hôm nay ấy, nhìn cái mặt thằng này ấy, anh đã chẳng hứng mua sắm nữa rồi. Thôi, chào anh em nhà thất bại nhá. Mà này, nhớ mua ít thôi, không là tốn tiền lắm đấy. Thôi anh, kệ họ đi. Em đã chọn được đồ gì chưa? Em chọn được nhiều rồi anh ạ. Đồ đây đẹp quá. Mình em thích gì em lấy hết đi nhá. Dạ vâng. Mời vào. Dạ thưa anh, đối tác bên công ty Đa Gia đến rồi ạ. Họ đang ở đâu? Dạ em đã mời vào phòng họp rồi. Được rồi, anh qua ngay đây. Vâng, em xin phép ạ. Anh bảo này, hợp đồng lần này rất quan trọng, em phải cẩn thận ăn nói đấy nhá. Nếu cần thiết ấy thì có thể chi ra một ít. Vâng, em chuẩn bị rồi, anh yên tâm. Xin chào anh, em. Ông, sao ông lại ở đây? Câu này nhẽ ra tôi phải là người hỏi cậu mới đúng chứ. Tôi là giám đốc của công ty Đa Gia, hôm nay đến đây để ký hợp đồng với công ty Mino. Vậy à? Vậy thì tôi xin giới thiệu, tôi là chủ tịch của công ty Mino. Công ty mà hôm nay cậu đến đây để ký hợp đồng đấy. Cái gì cơ? Ông là chủ tịch của công ty Mino á? Đúng vậy. Cậu ngạc nhiên lắm à? Anh ạ. Em nghe danh anh đã lâu, hôm nay mới có cơ hội được gặp mặt. Chẳng phải tôi và cậu đã gặp nhau rồi sao? Chuyện hôm qua ấy chỉ là hiểu nhầm thôi anh ạ. Hiểu nhầm? Tôi chẳng thấy có cái hiểu nhầm nào ở đây cả. Là tại hôm qua em không biết anh là chủ tịch của công ty Mino nên đã có những lời lẽ xúc phạm anh. Mong anh giơ cao đánh khẽ và bỏ qua cho em lần này ạ. Được, chuyện của tôi và cậu tôi sẽ bỏ qua.
Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ. Nhưng tôi chưa nói hết. Chuyện của tôi và cậu, tôi có thể bỏ qua. Nhưng chuyện giữa cậu và em trai tôi, thì tôi không thể bỏ qua được. Tôi đã nghe Toàn kể với cậu rồi. Nói cho cậu biết, Toàn nó là em trai tôi. Và sắp tới, nó sẽ thay thế tôi tiếp quản Mino. Cậu xúc phạm nó cũng chính là xúc phạm Mino. Cậu thử nghĩ xem, làm sao tôi có thể hợp tác với một đối tác mà coi thường công ty của tôi được chứ? Dạ thưa anh, em không có ý đó đâu ạ. Hợp đồng lần này rất quan trọng đối với công ty em. Nếu không có nó thì công ty em phá sản mất. Đây là chút lòng thành của Daza, mong anh nhận cho ạ. Cậu cất tiền đi. Cậu nghĩ tôi cần tiền của cậu à? Tôi nói cho cậu biết, là người đứng đầu của cả một công ty, nếu không có nhân phẩm và đạo đức thì công ty của cậu sớm muộn phá sản thôi. Tôi nghĩ cậu nên về xem xét lại bản thân mình đi. Còn việc ký kết hợp đồng, tôi xin phép được từ chối. Chào cậu.